tối mù, nhân phẩm. Hello mọi người. Tiếp tục video unboxing boom của ngày hôm qua. Hôm nay tôi sẽ bóc túi nhân phẩm nha. Túi thứ hai sẽ ra. Ô tô đồ chơi mini nè. Cùng tôi unbox mấy cái túi mù nha mấy bà. Mấy cái túi này nó có vài cá à, nên là tôi múc quá trời quá đất luôn. Dù là túi mù á, nhưng mà shop cũng chia theo những cái chủ đề giống như là con vật hay là thực phẩm, đồ ăn, thức uống gì đó. Cùng tôi unbox cái đầu tiên nha. Wow, cái jam xinh đó à. Rồi tiếp theo. Wow, cinnamon. Wow, trời mấy cái jam này rất là nét luôn á nha. Cầm cũng rất là nặng tay nha. À, mấy cái túi hồng này á, là như tôi múc với giá đắt hơn một xíu. Nhưng mà thật sự là cái jam nó rất là đáng tiền luôn á. Nó nhìn là cái độ dày của nó nè. Đó, nó dày hơn những cái bịch còn lại luôn. Và toàn những cái jam bự không à. Rồi bây giờ là qua chủ đề nước uống rồi. Bánh nữa. Một cái dim sum. Thêm một cái dim sum nữa. Ê cái này tôi thích nha. Cầm cái chăm nước rất là nặng tay luôn á. Tiếp theo là test nhân phẩm bằng cái bịch trộn này nha. Cái loại kia thì mình có thể chọn theo chủ đề. Còn cái bịch trộn này là để cho shop
tự chọn cho mình. Để coi, wow, một chai rượu. Gì nữa đây? À, một cái kiểu. Trời ơi, một cái bánh. Cái bánh nhìn cưng ha. Một chai nước nữa. Mà tôi thấy mấy cái chai nước này rất là nặng tay luôn. Đây là tất cả những gì mà tôi đã unbox nè. Tôi thấy cũng thú vị á. Có gì mấy bạn múc thử nha. Càng ly, vô.